Chào chuyên gia, tôi ở Quảng Trị. Hiện tại tôi có trồng cà phê chè được 8 năm tuổi. 2 năm gần đây thì cây có hiện tượng bị vàng lá và thịt lá thì có màu sẫm. Hiện tượng này phát triển nhanh vào những cây đang có trái, tỷ lệ ra hoa và độ quả rất thấp. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Và với câu hỏi này thì khán giả có gửi hình ảnh về cho chương trình. Sau đây thì mời chuyên gia xem hình ảnh và tư vấn cho khán giả. Dạ vâng. Thưa khán giả Quảng Trị, qua cái hình ảnh mà khán giả gửi, tôi xác định như thế này. Cái vườn cà phê này như thế là biểu hiện là thiếu dinh dưỡng. Mà trong đó dinh dưỡng thì cũng có mấy cái này. Thứ nhất, tức là về đạm là bị thiếu. Thứ hai nữa là bị thiếu kẽm. Rồi tiếp đến một cái nữa, tức là cái này một phần nữa là cho magie. Magie bị thiếu là do có thể là thời gian trước đó là mình đã có bón phân có cái hàm lượng kali hơi cao. Vì kali với magie thì hai cái là nó đối kháng nhau. Vì thế cho nên khi mà chúng ta bón kali hơi cao lên thì nó sẽ ức chế làm cho cây không hấp thụ được magie. Đấy, vì thế cho nên cần phải chú ý những cái việc mà trong quá trình bón là chúng ta phải bón, chúng ta luôn luôn nhắc nhở cái chuyện chúng ta phải chăm sóc cây trồng bằng cách bón cân đối ở chỗ như vậy. Chứ đừng nên tưởng kali thì nó làm giúp cho cái quá trình tức là hình thành hạt và làm cho hạt chắc lên, nó sáng màu và chất lượng tốt lên. Thế nhưng tuy nhiên rằng là nó chỉ cần ở cái mức nào đó thôi, nếu chúng ta bón vượt nên thì nó sẽ gây thêm là ức chế đối với một số nguyên tố khác, như là nhất là magie. Vì thế cho nên chúng ta phải hết sức chú ý những cái điểm này. Thế thì bây giờ để khắc phục cái này thì cần phải chú ý thực hiện ngay cái việc như thế này. Thứ nhất, tức là bây giờ chúng ta phải chọn, chúng ta phải xem lại cái độ pH của đất trồng cà phê của chúng ta. Thì bằng cách là dùng cái máy hoặc là dùng cái giấy quỳ thì chúng ta đo xem cái độ pH ở trong đất của chúng ta là bao nhiêu. Bao nhiêu? Nếu mà độ pH của chúng ta mà dưới 5 thì là hơi thấp. Vì thế cho nên chúng ta có thể đầu tiên chúng ta bón bổ sung cho nó thêm một ít vôi bột. Để làm gì? Để nâng cái độ pH nó lên của nó là lên trên 5,5. Thế cái điểm thứ nhất là như vậy cái đã. Xong đó rồi là sau cái bón vôi bột được khoảng 10 ngày trở lên thì chúng ta phải chọn các loại phân. Nếu mà có được cái phân hữu cơ hoặc phân chùa ủ khoai mục thì càng tốt để chúng ta bón. Nếu không thì chúng ta phải ra mua cái phân hữu cơ sinh học hoặc phân hữu cơ vi sinh để chúng ta bón. Bón. Xong đó rồi còn các loại phân hóa học. Nếu mà chúng ta có bón bổ sung thêm thì phải chọn các loại phân mà có chứa hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng trung và vi lượng cao. Chẳng hạn như loại NPK cộng TE. Đấy, để chúng ta bón bổ sung thì bón. Như thế thì nó sẽ cung cấp được các, ngoài các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, nó cung cấp được nguyên tố dinh dưỡng trung và vi lượng cho. Và với cái độ pH nó phù hợp như vậy thì phân bón của chúng ta bón vào thì cây trồng nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Chứ còn chua quá thì nhiều khi ta bón phân và cây cũng không sử dụng được. Hoặc là nên đất nên kiềm quá thì khi bón vào thì cây trồng cũng không sử dụng được phân bón, cho nên hiệu quả sử dụng phân bón là không cao. Cho nên là chúng ta cần phải chú ý. Dạ vâng, cảm ơn những tư vấn của chuyên gia. m@nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m@nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m@nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bao nhiêu lai giống cái củ nhỏ vào nó cho trả khẩu là lai qua lai lại á, như thế là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16
hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.